Theo sử sách, chùa Hương Lãng hay còn gọi là chùa Ông Sấm có từ thời Lý do Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan xây dựng năm 1115. Chùa đã bị phá hủy từ lâu. Vết tích thời Lý còn lại tại chùa là một bệ tượng đá sư tử đội hoa sen và các thành bậc chạm xấu đá. Hiện nay ngôi chùa đã được khôi phục lại một phần theo kiểu chữ tam gồm đại bái, tiền đường và thượng điện. Hướng chính của chùa là hướng nam nhìn ra sông Lạng. Tòa đại bái với quy mô 7 gian, kiến trúc theo kiểu vì kèo con trồng đấu sen. Tuy nhiên, tòa nhà này trong quá trình trùng tu, các ngành chức năng không giám sát chặt chẽ nên một số hạng mục không đúng với phong cách của kiến trúc thời Lý. Qua một khoảng sân rộng, chúng ta được chiêm ngưỡng tòa tiền đường với dáng vẻ nguy nga và cổ kính, mang đậm phong cách thời Lý. Muốn vào trong nhà tiền đường phải qua các bậc thềm. Ở đây, các bậc thềm được ngăn cách thành 5 lối bởi 6 thành bậc chạm hình xấu đá nằm quay đầu ra phía trước. Tuy những con xấu đá này không còn được nguyên vẹn nhưng những gì còn lại cũng đã thể hiện được trí tuệ tuyệt vời của các nghệ nhân điêu khắc đá thời Lý. Đây cũng sẽ là một tác phẩm đại diện cho một khuynh hướng nghệ thuật sẽ mãi mãi trường tồn cùng thời gian và đã minh chứng cho sự bền vững và linh ứng của Hương Lãng tự. Tòa tiền đường có kiến trúc kiểu vì kèo con trồng đấu sen với 4 hàng chân cột. Tất cả các cột đều được kê trên các tảng kê bằng đá trang trí hoa văn hình cánh sen. Các bộ vì kèo đều được làm bằng gỗ lim chạm khắc hoa văn với các đề tài hoa lá cách điệu. Bước qua một khoảng sân là tòa hậu cung được kiến trúc trồng xiêm 2 tầng 8 mái. Giữa tòa hậu cung là linh vật sư tử có từ thời Lý hay còn gọi là tượng Ông Sấm. Chất hiện thực trong hình tượng này là vẻ dũng mãnh của vị chúa Sơn Lâm. Các hình khối trên mặt sư tử được nhấn mạnh rất rõ. Cái mũi to căng tròn, cặp mắt lồi như hai quả trứng, vầng trán cao ngạo nghễ, có một chữ vương, đôi má phính, vân vân. Hiệu quả diễn tả đó còn được tăng thêm bởi sự tương phản giữa những khối nổi cao ấy với những hốc lõm sâu của mồm, của mắt. Tuy nhiên, chất mềm mại vẫn thoát lên từ bộ mặt này bởi những nếp nhăn thanh nhã đều đặn trên mũi, bởi cái đuôi mắt vuốt dài của khối mắt tròn và bởi những hoa văn rất mực tinh tế, nuột là, trang trí dọc theo những đường diềm mềm mại quanh mép, quanh má. Cách xử lý như vậy làm cho bộ mặt của sư tử vừa hiện thực vừa có chất trang trí. Chất trang trí đó còn nằm trong sự tạo hình tưởng như rất không cân đối. Đôi chân bé tí so với cái đầu to lớn nặng nề mang một lớp tóc đầy xoắn ốc đều đặn. Có thể nói đây là một bệ tượng đồ sộ nhất của thời Lý hiện còn được lưu giữ tại di tích. Chùa Ông ở thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm là nơi có nhiều nét giá trị văn hóa độc đáo riêng. Được xây dựng cùng thời với chùa Hương Lãng, chùa Ông được trùng tu vào năm 1938. Theo truyền ngôn thì chùa Ông do chính vua Lý Thần Tông cắm đất và xây dựng. Hiện nay chùa Ông là nơi thờ Phật và thiền sư Từ Đạo Hạnh. Chùa được xây dựng theo kiểu chữ tam gồm 3 nhà, tiền đường, trung từ và hậu cung xây sát nhau. Cả 3 nóc nhà đều có các đao uốn cong vút ngược lên trời, đắp nổi hình rồng lá, rồng mây trông rất ngoạn mục. Mỗi tòa nhà có 12 cây cột cái và 12 cột quân với chu vi mỗi cột từ 60 đến 90cm. Chân cột được làm bằng đá, mặt trên chạm hoa sen đang xòe lở, mang tính nghệ thuật trang trí cao. Tòa tiền đường có 7 cửa kết cấu trông dương bào trơn, có điểm hoa văn. Tất cả kết cấu khung cũng như cột cái, cột quân của tòa nhà đều được làm bằng gỗ lim rắn chắc, cộng thêm với kết cấu kiến trúc cổ chạm khắc đậm đặc công phu, tạo cho tòa tiền đường một thế vững chắc và mang tính nghệ thuật cao. Tòa trung từ được kiến trúc như tòa tiền đường và được xây thông với nhau. Ở tòa nhà này được đặt các ban thờ Đức Thánh, Đức Ông, Đức Chúa và các vị thần Sấm, thần Sét. Tiếp đến là tòa hậu cung có cửa ngăn cách
với hai tòa trung từ và tiền đường. Bước vào hậu cung, trong ánh sáng âm u lạnh lẽo, ta có cảm giác bước vào cõi hư vô của cõi Phật. Ở gian hậu cung này, một bên đặt ban thờ Đức Thánh Từ Đạo Hạnh, còn bên chính diện là tượng các vị Phật tổ. Hiện nay, chùa ông còn lưu giữ khá nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử cũng như nghệ thuật chạm khắc dân gian như chuông đồng, bia đá, ngựa đồng, khám thờ, tượng gỗ bài vị, hộp đựng sắc phong, bài vị, vân vân. Được xây dựng cùng thời gian với chùa Hương Lãng, đền thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan hay còn gọi là đền Ghênh tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Nơi đây tương truyền xưa kia triều đình đã cho xây dựng công trình này để Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan về quê an dưỡng tuổi già. Hiện vật thời Lý còn lại là phiến đá thạch sành, nơi các quan trong triều ngồi chầu đến lượt tế lễ, và hiện vật quý nhất là tháp kính thiên bằng đá. Tương truyền năm đó, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan cho dựng lên để mở hội khánh tán. Toàn bộ kiến trúc của đền được xây dựng trên nền cao, có 9 bậc lên xuống bằng đá hoa cương, có 4 con rồng bằng đá cẩm thạch chạy từ trên nền xuống sân, chầu ra ngoài. Ở cửa lên xuống, có 2 phỗng đá quỳ khoanh tay đánh dấu sự quy hoàng của vua Chiêm Thành. Tuy 3 công trình kiến trúc thời Lý, chùa Hương Lãng, chùa Ông và đền Ghênh ở huyện Văn Lâm đã được trùng tu tôn tạo nhiều lần, nhưng có một điểm chung là quá trình tôn tạo là phải tuân thủ theo một hướng nhất định, đó là chùa quay hướng Nam. Không hiểu đặc điểm này có xuất phát từ những quy ước nào đó, nhưng về giá trị thực dụng mà nói thì hướng này là một hướng rất phù hợp khí hậu của xứ nhiệt đới nước ta. Nó là một kinh nghiệm vốn được hun đúc từ lâu đời. Điều này một lần nữa lại nói lên tính thực tế của các nhà kiến trúc thời Lý. Một đặc điểm nữa của 3 công trình kiến trúc này là đều gắn bó với sông nước ao hồ. Sông có giá trị thực tế ở chỗ ven bờ của nó là nơi sinh sống tốt nhất của con người, nên mật độ dân cư đông. Mặt khác, sông còn là phương tiện giao thông bậc nhất thời bấy giờ. Nó giúp cho vua chúa quan lại và khách hành hương tới chùa thuận lợi. Nó còn giúp cho việc chuyên chở nguyên vật liệu để tạo tác chùa được nhanh chóng, và quy luật này đã được các công trình kiến trúc đời sau tiếp thu và phát huy. Chúng ta chưa thể hình dung được đầy đủ về hình dáng kiến trúc chùa Hương Lãng, chùa Ông và đền Ghênh lúc mới xây dựng. Không còn thấy nền móng của các dãy nhà cụ thể, nhưng qua dấu tích của các cửa lên xuống và các lớp cấp nền, chúng ta có thể đoán biết bố cục mặt bằng của cụm kiến trúc hai ngôi chùa này được xếp đăng đối theo một trục dài từ cổng vào tới tòa hậu cung, sau đó mới phối hợp lối đăng đối quy tụ quay tròn theo tâm điểm. Lối bố cục quy tụ về một tâm điểm này sang thời Trần còn được các nhà kiến trúc sử dụng nhiều và là tiền thân của lối bố cục nội công ngoại quốc phổ biến trong các chùa hiện nay. Lối bố cục quy tụ về một điểm trung tâm này có tác dụng phân biệt được những kiến trúc chính phụ, hay nói đúng hơn, nó làm nổi bật kiến trúc trọng tâm. Một kiến trúc muốn đẹp không thể không có trang trí điểm xuyết phụ họa thêm. Cha ông chúng ta thời Lý cũng đã biết dùng nghệ thuật để trang trí phục vụ cho các kiến trúc của mình. Thực ra, những hình dáng góc cạnh, những hình khối lồi lõm ở chùa Hương Lãng và chùa Ông cũng đã là những trang trí rất đẹp mắt. Nhưng ở đây, người ta đã biết sử dụng những tượng tròn, phù điêu hoa văn và tranh vẽ. Như các con sấu đá này, thì với đuôi dài cuộn sóng, chân co tượng trưng cho thế đang chồm tới, đã được bày trên các thành bậc của các kiến trúc đã tạo nên một không khí rất sinh động. Mặt khác, nó còn tô điểm cho kiến trúc mang tác phẩm của mình lên một tầm cao của nghệ thuật. Qua 3 di tích trên, có thể thấy nó đều được xây dựng trên không gian rộng lớn. Nhưng trong kiến trúc cũng không quá đồ sộ đến mức làm cho người ta có cảm giác như bị uy hiếp, bị ngợp trước những đường dọc, đường ngang và chiều cao quá cỡ, hoặc cũng không quá nguy nga, lộng lẫy, đến chỗ cầu kỳ, phức tạp và huyền bí, khó hiểu như một số công trình xây dựng về sau.
Kiến trúc và tượng Phật thời Lý còn sót lại ở chùa Hương Lãng, chùa Ông và đền Gênh, huyện Văn Lâm là sản phẩm của một thời kỳ huy hoàng của chế độ phong kiến nước ta, một thời kỳ mà mọi giá trị của tinh thần dân tộc rất được đề cao. Tiếc rằng những tác phẩm kiến trúc và nghệ thuật thời này ở tỉnh ta không nhiều, nhưng qua một số bằng chứng còn lại ở hai ngôi chùa trên, có thể nói rằng tinh thần dân tộc chân chính đã vạch ra một hướng đi tốt đẹp cho sự phát triển của kiến trúc nghệ thuật thời Lý. Và những tác phẩm này không những rất quý giá đối với chúng ta mà còn có những đóng góp nhất định đối với kho tàng văn hóa nhân loại.